Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ô Tô Hay. Nếu quý vị và các bạn đang có cái tầm tiền 400 cộng mà muốn sở hữu một chiếc xe gia đình phiên bản số tự động xịn sò, form đẹp, xe này thì hoàn toàn một gia đình sử dụng rồi và còn zin cả xe. Một chiếc Kia K3 sản xuất 2014 phiên bản số tự động máy 1.6. Xe mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A12926, sơn xi màu trắng ngọc trinh, xịn sò. Dòng xe này thì được định vị ở phân khúc hạng C, hướng tới gia đình sử dụng. Cách âm tốt, trang bị nhiều công nghệ, nội thất rộng rãi và hệ thống treo êm ái cả trước cả sau. Dòng xe này thì có kích thước chiều dài là 4m56, cũng không phải quá dài, nhưng thiết kế form đẹp và nội thất rộng rãi. Kia K3 trang bị rất là đầy đủ, phanh đĩa ABS la răng đúc, gương kính chỉnh điện xi nhan tích hợp trên gương và có cả cửa sổ trời, hệ thống đèn đóm này, có đèn LED định vị ban ngày, đó, đèn bi halogen, cảm biến phía trước, cảm biến phía sau, đấy, rất nhiều công nghệ trên cái dòng xe này. Xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe, đấy, khóa tự động luôn. Khi các bạn ra ngoài, bước ra ngoài xe bấm là gương tự cụp luôn. Xe trang bị rất là đầy đủ, đấy, lốp láp còn khá là mới nhá. Hạn đăng kiểm tháng 10/2023. La răng phay là răng 17 inch, phanh đĩa ABS 4 bánh. Một chiếc xe khá là chất lượng. Kia K3 thì cùng phân khúc với cả Corona Altis, rồi Hyundai Elantra. Nhưng mức giá cả thì khá là êm và xe thì trang bị cũng rất là đầy đủ quý bạn nhé, gọi là full đồ. Xe thì tình trạng xe còn zin cả xe, từ thân vỏ nội thất đến máy số. Hệ thống âm thanh của Kia K3 là 6 loa. Đấy, phía bên phụ cũng là kính auto luôn, auto một chạm luôn. Đấy, phần ốc cách bản nè đây chưa là đụng đến cà lê màu LED. Nội thất kế ra nguyên bản, ghế đục lỗ, bệ tì tay, có cửa sổ trời, trần lỉ nguyên bản. Vô lăng 3 chấu, phím bấm trên vô lăng bọc da, hoặc thêm áo vô lăng nữa. Đề lổ start top. Màn hình DVD cam lùi rất là nét. Điều hòa auto hai vùng độc lập, có cửa gió cho hàng ghế thứ hai. Phiên bản số tự động hộp số 6 cấp, 6 cấp thì chuyển động khá là mượt mà. Đấy, có cả cảm biến lùi đây. Số thẳng này thì dùng để lấy chuyển số với bạn nhé. Đấy, nó rất là rộng rãi. Đó, chỗ khoang để chân này. Bản này trang bị hai tu khí, một cho người lái và một cho phía bên phụ. Đó, cửa đóng rất là êm quý bạn ạ. Chân kính nẹp mưa đầy đủ. Đó, chiếc xe này còn khá là đẹp, gia đình sử dụng và đi cũng khá là ít. Ốt đô của chiếc xe này đâu đó khoảng hơn 11 vạn. Đấy, tức là gia đình đi khá là ít nha quý bạn nhé. Xe còn rất là đẹp. Có hàng ghế thứ hai đây, khá là rộng, ghế rộng và ngửa quý bạn nhé. Hệ thống treo êm cả trước cả sau. Hàng ghế thứ ba, nếu quý vị các bạn không dùng đến thì có thể không ngồi đến thì có thể hạ xuống để tì tay hoặc là để cốc nước. Đây. Điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Đấy, thảm trải xịn sò. Lúc chung, nói chung là chiếc xe này thì quý vị các bạn sẵn đi thôi, về cứ thế mà chạy, đổ xăng mà chạy thôi, không cần phải đầu tư bất kỳ một khoản phí nào khác. Hệ thống đèn đóm của Kia K3 khá là đẹp. Đó, chi ô chia khoang này. Đó, rất là mượt mà. Đấy, cảm biến phía sau. Đó, phanh đĩa ABS 4 bánh. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị các bạn bên đưa lên. Quý vị các bạn theo dõi kênh để tìm cho mình, gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với tầm tài chính của gia đình. Đó, ngoài đằng sau này có 4 mắt cảm biến này. Đó, hệ thống đèn đóm cực kỳ mượt. Đấy, đuôi lướt gió nguyên bản theo xe. Đấy, chủ xe thì có dán thêm cái sport này. Đấy, nó là Kia K3 nhưng chủ xe thì lại thích Cerato nên dán vào cái này không vấn đề gì các bạn nhé. Đây, hệ thống gầm bệ đây. Đó, hệ thống gầm bệ sạch sẽ, không hề mục mọt gì cả. Lốp lép dày.
khóa điện. Đấy. Khoang cốp này siêu rộng quý bạn nhé. Đấy, để đồ thoải mái. Đấy, phần đinh tán máng nước này, tất cả đều còn nguyên bản, zin cả xe. Đấy, xe này thì em bao test cho quý bạn, test hãng toàn quốc cho quý bạn nhé. Vâng, hiện tại thì chiếc Kia K3 sản xuất 2014 phiên bản số tự động máy 1.6 đang có mức giá đề xuất là 425 triệu đồng. 425 triệu đồng thì bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Đấy, đầu năm thì bên em có lì xì cho quý vị các bạn 5 triệu đồng. Bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, màn hình cảm biến lùi cam lùi đầy đủ hết. Không thiếu một cái gì cả. Kia K3 2014. Sơn xì căng mọng luôn, không một vết mũi cắn nhá. Đấy, là răng phay khá là đẹp. Là răng to. Nốp nắp dày. Mức tiêu thụ của chiếc Kia K3 này đối với phiên bản số tự động 1.6 thì đâu đó nhiều nhất là 7 lít từ hỗn hợp thôi quý bạn nhé. Đấy, đúng ra là nó chỉ 6 lít 8 từ hỗn hợp thôi. Nội thất ghế da nguyên bản. Đó, cửa đóng rất là chắc chắn. Xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉ điện, gương cửa xe. Đấy, có cả đèn... khi quý các bạn xuống xe là nó sẽ chiếu sáng để mình bước ra đỡ vào vũng nước hoặc là những cái chỗ nó bẩn. Hệ thống đèn đóm rất là đẹp. Đẹp zin nguyên bản. 425 triệu đồng. Phần da này. Gương kính chỉ điện. Kính lái, kính bên lái, bên phụ đều auto. Gương cụp xòe. Đây là bảng táp lô đồng hồ đây, ốt đô hơn 11 vạn. Trên vô lăng là tích hợp với phim bấm vật lý, tăng giảm âm lượng, chuyển bài. Ba chế độ lái này. Đó, comfort này. Normal này. Và sport nhé. Đó. Gầy số vô lăng. Đó. Rất nhiều công nghệ. Set cruise control, tức là ga tự động này. Đó, rất đầy đủ, quý vị nhé. Đề lổ startup, khóa điện. Đấy, phiên bản số tự động hộp số 6 cấp, hỗ trợ leo dốc đổ đèo, số D cộng trừ. Đấy, số thẳng thì các bạn quý vị các bạn dùng để lấy chuyển số nhé. Màn hình cam lùi. Đó. Đấy, màn hình DVD, cắm USB, thẻ nhớ, điều hòa auto. Hai vùng độc lập, đó, chỉnh độc lập hai bên quý bạn nhé. Ngoài ra thì có cả cửa gió cho hàng ghế thứ hai, lọc không khí này, clean air này, đó. Rất xứng đáng để cho gia đình sử dụng, để trang bị đầy đủ, đi cách âm tốt, êm ái, có cửa sổ trời nhá, rất nhiều công nghệ quý bạn. Đây có cái hộp để đồ đây. Rất rộng rãi, sạch sẽ. Cổng sạc, hai cổng sạc 12V, một chỗ cắm USB, hai chỗ cắm USB luôn. Một cắm AUX quý các bạn nhé. Phần yên ngựa thiết kế khá là đẹp. Đấy, hệ thống âm thanh 6 loa. Đó, âm thanh cực hay luôn. Vì lý do bản quyền nên không em không test âm thanh cho quý bạn nhé. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý bạn xem. Cái dòng xe Kia K3 này thì màu trắng thì khá là đẹp các bạn này, khá nổi. Lưới tản nhiệt hình mũi hổ này, mũi hổ này khá là to. 15A12926. Vâng, ở đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Kia K3 sản xuất 2014 phiên bản số tự động máy 1.6. Xe sử dụng khối động cơ là DOHC, tức là trục cam đôi, 16 van nạp tăng khí nạp ở vòng tua cao, giảm thiểu khí thải và tăng hiệu suất cho máy. Mức tiêu thụ nhiên liệu của khối động cơ là khoảng 6 lít 8 được hỗn hợp. Đó, máy lổ siêu êm, máy số zin đét. Phần keo đuôi chuột của nhà máy đây, mặt dàn cò vẫn còn nguyên, zin từ mặt dàn cò. Đây là cụm chia ABS, phanh đĩa ABS chống bó cứng, chống trơn trượt. Phần tai này, ốc ếch, bàn lề đây, vuông đét.
chưa bao giờ đụng đến cả lề một lết. Đó. Không đâm xô tai nạn cả trước cả sau. Phải bao test gập nước cho các bạn nhé. Đó. Máy nổ êm, khô ráo sạch sẽ. Kia K3 này thì vẫn dẫn động cầu. Những cái dòng xe này thì chủ yếu là dẫn động cầu trước thôi. Bây giờ rất nhiều dòng xe từ cả 7 chỗ cũng dẫn động cầu trước, máy đặt ngang. Đó, công suất cực đại của khối động cơ này là 128 mã lực. Đó, mức tiêu thụ nhiên liệu là 6 lít 8 độ hỗn hợp. Máy móc dòng Kia thì cũng được khẳng định ở thị trường Việt Nam rồi. Đấy, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, dòng xe Kia và Hyundai thì dùng chung khung gầm và máy các bạn nhé. Đó, máy nổ miễn chê luôn. Vâng, là một chiếc Kia K3 sản xuất 2014 phiên bản số tự động. Máy 1.6, một chiếc xe còn zin cả xe, mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A12926. Hiện tại thì chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 425 triệu đồng. Đầu năm thì em lì xì cho quý bạn 5 triệu đồng, còn 420 triệu đồng bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, xin được kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.